phát lây mà đi ơi, đẹp luôn. Lố không? Ê, mình cho đứt kiểu con này nhá. Ôi ôi. Vẫn đang trong chiến dịch bão mùa thu các bạn ạ. À, mưa. Chuyển gió diều thẳng đứng lên dài mà không biết là diều ở đâu rồi này. Ui, dây thẳng đứng đỉnh đầu luôn. Đứng diều đâu. Ôi, ông này, đứng mưa. Diều đâu Linh ơi? Hả? À? Diều đâu? Xuống à? Nó chuyển ra đấy à? Định thái nhưng mà gió này à, mưa này không biết là kiểu gì đây. Ê, kịp cả phát lây mà đi ơi, đẹp luôn. Ê, bão rồi Linh ơi. Nổ không? Ê, Linh cho đứt cầu cái này nhá. Ui ui. Thì cả phải đứt cầu đó. Đứt không? Xuống à? Xuống rồi, xuống rồi. Dầu xuống rồi anh em ơi, dây bằng mặt đồi rồi. Lát đường rồi Linh ạ. Hay là quay xuống rồi. Ê, dây bằng mặt đất luôn anh em ạ. Tiến rồi. Diều nó phải nằm ngang đằng kia rồi. Tự nhiên một cơn gió về kinh khủng anh em ạ. Nó lật gió. Dây xuống đồi rồi. Chạm lên con cây rồi. Về ra đây này. Buộc đây này. Buộc vào đây. Đi vào đây. Sao dây nó lại chuyển sang đấy nhỉ? Lúc lấy ở đây anh em ạ, lấy ở đỉnh mái này bây giờ hất sang đây. Nè. Ui, mưa ghê không? Dây dựa căng chịt. Đâu? Trên cao hay dưới thấp? Đang lên á? Lớp mây à? Sao á? Mặc áo mưa vào. Cái thằng kéo diều đó mặc áo mưa. Còn đế mình vác ra cũng đéo lên được. Nhẹ tông á? Đang mắc ở ngọn keo kìa. Ôi võng dây này á, hay xuống rồi. Xuống đâu cái kia? Đâu? Cái đỉnh kia ấy à? Ui đỉnh lên này á. Ồ. Phải đái nhỉ. Dây mắc ở đây. Dây đánh phát
đánh sắt từ đây ra đằng kia. Giờ đỉnh cái này. Tạ. Sắt lấy mà vác cả tháng đéo lên được. Giờ tịt mẹ gió rồi đây này. Còn gió thấm lồn không? Cứ đông này. Gió lửa. Đi vòng đúng một vòng ra xong này. Vòng quay lại này này. Đi ra này. Cứ được. Gió để nó cứ được. Diều hiểu bay đâu hết bay cái gì nữa, cứ lộn nhạo ở trên đấy. Diều cứ lạo nhạo ở đỉnh đầu. Chính thức diều hạ anh ạ, đỗ 3-4 ngày rồi cũng phải hạ luôn. Ai. Chuyển gió phát lúc lấy hạ luôn. Mãi sau à, không chống được nữa. Bãi đá tử thần. Ờ nhờ, dây lặng vòng lăng nhăng ở quắp đây. Dân dây vòng lăng kia chứ nhờ. Đấy anh em mình nghệ kéo là thế. Dạ thế gãy đầu cánh. Cong véo khung. Đéo phải diều mày, à đâu. Ở diều mày. Ủa dán ở đây địt nhỉ. Ờ và cho ít để dán nhá. Lý đúng không? Ô cầm hả? Xoắn như ở tôm. Thảo lào địt nhẹ nó cứ địt nhẹ nghiêng nghiêng bên này. Nó ra nó xoắn như tôm. Thảo lào địt nhẹ nó. Ok các bạn ơi. Đấy. Hiện tại đang là tối các bạn nhá, chuẩn bị có cơn bão về rồi. Hôm nay sẽ cho siêu phẩm cái con hòa đàn này nghệ nhân Ninh mới lấy các bạn ạ. Như mình đã nói thì đấy, nó nào hòa đàn bãi đá đấy. Đi đã. To tiền đấy. Chuẩn bị đón bão anh em nhá. Lắp xong nếu mà chạy không lên thì sáng mai kiểu gì cũng nổ đĩa. Sáng mai gió to. Sáo đẹp nha, bóng thín. Hải Dương á, Linh. Tận Hải Dương à? Thái Bình, Thái Bình. Thái Bình à? Hòa đàn Thái Bình. Ui, gió cuốn nhá, gió tẩm đá. Nhanh kịp. Ok các bạn ơi, hiện tại là ra tít ngoài vườn các bạn ạ. Chuẩn bị cho em nó thăng nhá. Hãy nói lời cuối với em nó đi. Rồi. Củ sáu lên đời, lên trời. Nói lời cuối đi. Ngạ Ninh đang giải dây bạn nhá. Linh ơi! Chạy chưa? Được rồi đây. Được rồi, nổ đĩa đây. Đàn gió đây. Gió cuốn đây. Quên không cầm găng tay trong Ninh rồi. Chiến ơi. Giữ căng căng rồi nhá. Gió này. Rồi. Ơ. Oh.
thế nó chuyện đéo rồi. Kêu như kiểu chân bò à? Đèn đâu? Ui, lắp đèn mãi cuối cùng đéo thấy đèn đâu. Mất cả uy lực. Thả xéo rách nha, găng tay mới mua đấy. Vậy này chắc được lúc rách. Lúc đéo rồi, mua 50.000 của tao đấy. Ui, chân ấm đấy. Chân được đấy. Ơi. Đĩa đĩa. À điểm này nó bị ấy. Ok chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hiện tại đang là đáng sáng ngày đầu tiên của cơn bão số 4. Đang lắp siêu phẩm hòa đàn. Dạo này tối qua đã chinh chiến một phát rồi. Đi hai mắt. Đến sáng nay thời tiết đang mưa các bạn ạ. Có gió. Anh mình đang buộc nhá. Vác cả nổ đĩa. Gió cuốn, gió cuốn. Trời ngớt mưa rồi. Đĩa đĩa. Ý, gió này phát đĩa luôn đi nhỉ. Ui. Nhanh nhanh nhanh. Dây đâu mà nhanh thế gì. Mày chạy. Mày chạy đi, găng tay cầm thế này. Bỏ qua đi. Buông buông qua, buông qua. Gió cuốn, gió cuốn. Chạy đến đây nhá, bố đéo giữ được đâu. Chạy cái dây đấy nó đéo rồi. À cái găng tay rồi rồi. Mô hoa cái gì. Đến đống đất đấy. Ê, đau rồi. Ê, đổ nước vào là chân như kiểu mỡ. Mỡ cái găng tay ấy. Ấy này, nói gì. Găng tay như kiểu trơn. Rồi đây có hai cái nhân trần miền. Đâu? Bãi khéo mở hội được. Yeah. Có gió không? Gió đây. Các bạn ơi, bởi vì xem siêu phẩm này nguyên vẹn lần cuối nhá. Sáo mới à? Sáo mới cường tối qua tháo. Ê đĩa đây, báo mẹ rồi. Rồi, đổ 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 nhanh. Ui, các bạn này, phát lên luôn không phải nghĩ. Riêng gió này. Ui, chạy đi. Đĩa đây, tố mẹ rồi. Rồi. Ơ. Cái hồi lâu đây. Gì đây? À. Xoắn một vòng vào tay kìa. Đã chạy chạy nó tụt. Ơ. Kiếp đấy. Quả này.
kêu kinh khủng luôn các bạn ạ. Lúc lúc chạy lên nó ấy quá, nó chạy nó vừa thả nó không kêu. Trơn á, đã lăng tháo mẹ găng tay dễ thả hơn đấy. Linh ạ. Quá đỡ đau. Đây là chạy qua kéo rách luôn. Tuột tuột. Lên nào. Ơi. Yeah. Kêu sao? Này tao phải thả con đen đen, tao đã thả con kia nữa.